Xin chào, mình là Hà Phương. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Mr. Zero. Những lần Ibra hòa thành sống dậy cứu MU, tiền đạo Ibra để ngỏ khả năng trở lại ngoại hạng Anh giúp đội bóng đá cũ Man United. Ibra tuyên bố: "Tôi vẫn có thể chơi bóng đá dễ dàng ở ngoại hạng Anh. Nếu Man United cần, tôi luôn sẵn sàng. Tuy nhiên, LA Galaxy đang sở hữu tôi nên tôi xin lỗi. Tôi đã chứng tỏ bản thân ở châu Âu, tận hưởng thời gian đó. Tôi đem theo 33 danh hiệu sang Mỹ và hy vọng sẽ đạt được vài thành tựu ở đây. Và sau đó, chúng ta sẽ thấy được cuộc phiêu lưu của tôi kết thúc ở đâu." Ibra chia sẻ trên tờ LA Times. Ibra vẫn theo dõi các trận đấu của Man United và tỏ ra cảm thông với thất bại của đội bóng cũ. Và bây giờ, cùng Mr. Zero xem lại những lần Ibra hóa thành sống dậy cứu MU nhé. Các bạn nhớ subscribe YouTube và like fanpage Bóng đá hài hước để nhận được những thông tin mới nhất của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Who's the best striker in the Premier League right now? English or foreigner? Anyone you like. I feel Lukaku is strong. Aguero is good. He's all round. You didn't say yourself. Lions, they don't compare themselves with humans. Bịt mẹ thằng này ăn học đầy đủ thế này. Thằng vừa phát biểu có tố chất thông minh này, sau này dễ làm thủ tướng này. Mới đây, Zlatan Ibrahimovic tuyên bố anh vẫn đủ sức chơi bóng tại giải ngoại hạng và sẵn sàng trở lại MU nếu huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có lời đề nghị. Huấn luyện viên Solskjaer cũng thừa nhận sẽ nói chuyện với Ibrahimovic nếu tiền đạo này thực sự nghiêm túc trong chuyện trở lại MU. Tuy nhiên, huấn luyện viên Solskjaer cũng nhận định khả năng chuyện này xảy ra là không cao. Thực tế, Ibrahimovic vẫn có thể là một hợp đồng hữu dụng đối với MU khi là nhìn vào thành tích ghi bàn của chân sút Thụy Điển tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS. Zlatan Ibrahimovic đã ghi bàn nhiều hơn tất cả các tiền đạo MU trong vòng 6 tháng qua. Trong khi chờ đợi kết quả của thương vụ bạc tỷ này, chúng ta hãy cùng xem lại mối tình ngắn ngủi giữa gã du mục người Thụy Điển với đội bóng giàu lịch sử nhất nước Anh. Hay nói đúng hơn, đó chính là những lần Ibra hóa thánh sống giải cứu MU. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, Zlatan Ibrahimovic khiến người hâm mộ MU phát cuồng khi đích thân xác nhận sẽ chuyển sang khoác áo Manchester United. Chỉ là bản hợp đồng 1 năm, nhưng với đẳng cấp của mình, Zlatan đã mang lại cho cổ động viên giấc mơ về một tương lai tươi sáng. Sau khoảng thời gian chinh chiến tại Pháp, ngôi sao 35 tuổi quyết định thử sức tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. "Tôi không đến đây để dưỡng già, tôi muốn chinh phục các danh hiệu", là tuyên bố của Ibra thời điểm đó. Ít cầu thủ nào có màn ra mắt ấn tượng như Ibrahimovic. Không chỉ yên phận làm tròn vai, anh còn mang về hẳn một siêu phẩm cho bà con lát mắt chơi. Ngay từ phút thứ 4, Ibra đã khiến các cổ động viên nhà dậy sóng bằng cú móc bóng theo kiểu kung fu trong vòng cấm mở tỷ số cho Manchester United. Bàn thắng đầu tiên của anh trong quỷ đỏ mang đúng thương hiệu độc và dị. Đến từ những đồng đội của anh cũng chẳng thể tin nổi những gì mà họ đang được chứng kiến. Đúng như lời tuyên bố khi khoác trên mình màu áo của quỷ đỏ, Ibrahimovic tỏa sáng ngay ở trận đấu chính thức đầu tiên. Nhà cựu vô địch Pháp với một pha bật cao đánh đầu ở phút 83 giúp MU đánh bại Leicester để giành danh hiệu đầu tiên dưới thời Jose Mourinho Community Shield. Trong màu áo Manchester United, bản năng sát thủ của Ibra chưa khi nào bị mai một. Nếu không thể trực tiếp đền tên mình lên bảng điện tử, anh sẽ mọi cách để một cái tên khác của bầy quỷ được hiện lên trong sự vỡ òa của các Munician. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chơi bóng tại Old Trafford, chủ nhân của hai số áo 9 và 10 sở hữu vô số đường kiến tạo tuyệt phẩm. Nhưng đẹp mắt và thuận lợi thôi là chưa đủ, nó phải theo nhiều cách khác nhau và dĩ nhiên tất cả đều mang đậm chất của Ibra.
chứng kiến Ibra chơi bóng, không khó để nhận ra tiền đạo người Thụy Điển mang cái tôi cá tính. Anh nổi tiếng là mẫu tiền đạo dễ không ăn, khó mới ăn. Tức là chỉ muốn tỏa sáng ở những tình huống tưởng chừng như là không thể. Lần này, gã du mục chứng tỏ đẳng cấp của anh bằng một pha tung người giật gót, chuyền bóng cho Rooney trong thế xoay lưng. Nhưng tiếc là tiền đạo số 10 lại không thể làm bàn. Và tất nhiên, không thể thiếu những siêu phẩm đến từ họng pháo mang số hiệu là Zlatan Ibrahimovic rồi. Phút 41 trong chuyến làng khách đến sân của Everton, nhận đường truyền từ sân nhà, Ibrahimovic khiến người hâm mộ trầm trồ với cú dứt điểm tinh tế qua đầu thủ môn của Stekelenburg, mở tỷ số cho Man United. Đây cũng là thời điểm Zlatan phải nhận khá nhiều chỉ trích sau khoảng thời gian gần 2 tháng thịt ngòi. Mỗi trận đấu với Liverpool đều là những trận chung kết, tinh thần này đã thấm nhuần vào Ibrahimovic dù anh mới chỉ đến Old Trafford vài tháng. Người hâm mộ sẽ nhớ mãi cảm giác vỡ òa khi tiền đạo người Thụy Sĩ đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho MU trong cuộc tiếp đón đối thủ không đội trời chung ở phút 84 trận derby nước Anh ở vòng 21 giải Ngoại hạng. Sau 34 lần khoác áo MU, Zlatan Ibrahimovic đã có cho mình cú hat-trick đầu tiên. Nạn nhân chính là Sun Yat-ren, còn mùi ưa thích của Ibra khi còn chơi cho PSG. Một đến từ cú sút phạt hàng rào vô cùng tinh quái, bàn thắng thứ hai xuất phát nhờ khả năng chọn vị trí hết sức thông minh và cú hat-trick hoàn tất khi anh đánh gục thủ thành đối phương trên chấm 11m. Chỉ chân đó cũng đủ thấy khả năng săn bàn toàn diện của chân sút người Thụy Điển. Ngày 26 tháng 2 năm 2017, Man United được chơi trận chung kết đầu tiên trong mùa giải. Đó là trận chung kết League Cup gặp Southampton. 90 phút trên sân Wembley diễn ra theo một kịch bản không thể hấp dẫn hơn. Ibrahimovic và Jesse Lingard đưa MU dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1. Nhưng bất ngờ lại để De Sten vùng lên gỡ hòa 2-2 trong vòng 3 phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của thầy trò Claude Puel tan thành mây khói sau pha bật cao đánh đầu không thể cản phá của Ibrahimovic 3 phút trước khi hết giờ. Màn trình diễn siêu hạng của lão tướng 36 tuổi đã đem về danh hiệu thứ hai cho Quỷ Đỏ dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho. Ta không thể nói đầy đủ về di sản của Ibrahimovic tại MU. Tiền đạo người Thụy Điển không chỉ tới MU để sắm vai kẻ chinh phục mà còn là người truyền lửa. Trong đội hình MU, những người từng giành chức vô địch giải đấu lớn chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại họ đều là những gương mặt mới hoặc còn trẻ. Do đó, MU cần gương mặt như Ibrahimovic để khơi gợi ý chí chiến thắng của câu lạc bộ. Ngay trong mùa giải đầu tiên của Ibrahimovic, MU đã giành tới 3 danh hiệu, trong đó có chức vô địch Europa League.
Bởi lẽ đó, dù là gương mặt mới nhưng Ibrahimovic tự như đại ca trong phòng thay đồ của MU, với kinh nghiệm cùng cá tính mạnh mẽ của mình, sư tử Ibrahimovic đã thuần phục mọi cầu thủ, kể cả cầu thủ có cá tính mạnh như Pogba, để trở thành người dẫn đầu. Sau này, sự nghiệp của Marcus Rashford sẽ ra sao, nhưng rõ ràng, cầu thủ này cần cảm ơn những ngày tháng được trở thành đồng đội của Ibrahimovic. Bởi ở đó, tài năng trẻ của MU đã được học rất nhiều từ kỹ năng ghi bàn hay tâm lý thi đấu. Với tất cả những thứ đó, Ibrahimovic xứng đáng nhận được sự trân trọng từ bất kỳ cổ động viên nào của Man United. Còn bạn suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại! Lip-locking, but you, I know it, you